Hello, hello các chị. Vào live stream của em nha. Hôm nay em sẽ live bà ba, áo bà ba các chị yêu ơi. Bà ba in 4D. Mẫu hoa đào rất là xinh luôn các chị yêu ơi. Hello, hello các chị. Mẫu ba ba bốn đề rất là xinh luôn các chị ơi. Các chị đang vào xem chưa? Vào cho em một like, một chia sẻ nha các chị yêu ơi. Áo bà ba màu xanh lá chị ơi. Hoa đèo in một đề. Các chị nào mới vô cho em một like, một chia sẻ nha các chị. Một like, một chia sẻ nha. Hôm nay em like mẫu 33. Em có size từ 4. Em có size từ 55 đến 70kg nha các chị yêu ơi. Có rất là nhiều màu luôn các chị. Chị nào mới vô cho em một like, một chia sẻ nha. Bà ba màu xanh lá cực kỳ xinh xắn. Hello, hello các chị. Áo mà bà em có size từ 55 đến 70kg nha các chị. Hello các chị, hello chị Ngọc Đức. Hello các chị đâu vào xem thì cho em một chấm đi chị. Hello các chị yêu. Bà ba em mặc là vải in, vải in 4D các chị. Vải in 4D. Vải là chất liệu la dông Hàn Quốc các chị. Số 1 còn một chồng. Mẫu hoa đào em còn size từ 45 kg, từ 45 kg đến 70kg luôn nhé chị ơi. Đến 50kg em còn một số màu á chị. Em còn màu xanh ngọc, màu tím cà, màu đen, màu xanh biển, màu hồng. 45 đến 50kg chị yêu ơi. Dạ phong bà ba nó sẽ nhỏ hơn là mình lấy lớn hơn size một size cho em một size nhé các chị ơi. Dạ có size 65kg ạ. Chị Hùng Cúc ơi, dạ em lên mảng màu các chị yêu ơi. Em lên mảng màu áo bà ba thun. Thun la dông Hàn Quốc in 4D nhé các chị ơi.
Dạ em có màu xanh. Dạ xanh này xanh ngọc với chị. Mà lên dáng rất là ngọt luôn chị. Màu xanh ngọc. Màu đỏ. Màu đỏ Tết. Tết lên mặt lên màu đỏ đây là may mắn cả năm luôn các chị. Màu đỏ, chị nào ưng màu đỏ comment cho em màu đỏ nha. Comment số ký chiều số ký chiều kèm chiều cao cho em, kèm số điện thoại nhé các chị. Dạ màu kem. Màu cái này đi. Cái này cũng là màu đỏ. Đây đây. Anh lấy cho em cái màu hồng. Màu tím cà. Màu xanh lá. Ok chị, hồng ngọc đất hồng 3. Xanh lá 3. Đen 3. Em còn dạ em cầm là size là các màu là size từ 40-45 đến 70 kg còn nha các chị yêu ơi. Các chị ưng màu cầm em cho em là màu kèm số ký. Em sẽ báo cho mình nhé. Dạ em hết màu đen 60 kg nha chị Vân Lê, chị chọn màu khác với em nha chị ơi. Dạ. Màu hồng. Màu hồng rất là xinh luôn các chị yêu ơi. Chị nào ưng màu hồng comment cho em liền tay màu hồng nha. Màu hồng. Màu hồng em có đủ size không chị yêu ơi? Em có size từ 45 đến 70 kg. Chị nào 70 đến 75 á, 75 kg thì cao giúp em là trên 1m6 nha. Màu hồng mà em đang mặc là màu xanh lá chị ơi. Áo là 90.000 một áo, quần là 50.000. Các chị nào lấy cho em nguyên bộ thì là giá 140 nhé các chị yêu ơi. Chị nào ưng vào comment cho em màu kèm số ký nha các chị. Mẫu hoa đào lên dáng rất là xinh. Chị nào ưng thì comment cho em nha. Em có size từ 45 đến 70 kg. Chị nào 75 kg thì cao giúp em trên 1m6. Em có màu hồng. Màu hồng này lên dáng rất là xinh nha chị. Hoa đào rồi rất là xinh. Màu xanh ngọc. Màu kem. Màu đỏ. Màu tím cà. Và màu xanh lá. Màu đen thì em còn từ 65 đến 70 kg nha chị. Màu đen thì còn hai size 65 đến 70 kg. Chị nào ưng thì comment cho em nha. Ok chị Tiên Bích, một đỏ với lại một màu kem size 70 kg. Một áo 90.000 chị Ngọc lại đây. Màu xanh lá, chị nào ưng xanh lá comment cho em xanh lá nha. Quần là quần ống rộng nhé chị. Quần ống rộng. Mặc rất là thoải mái luôn chị ơi. Dạ một bộ là giá là 140.000 một bộ các chị. Có size từ 45 đến 70 kg. Rất là ngon. Em quay mic sau các chị xem nha. Như nào ưng màu comment cho em màu nha, em có rất là nhiều màu ạ. À. Và lấy cái thun la dông Hàn Quốc các chị, cái có độ co giãn mặt rất là mát luôn các chị. Màu xanh lá, mặt xanh lá.
có thể xin cái chị ơi, nào ưng xanh lá comment cho em xanh lá. Em có size từ 45kg đến 70kg chứ chị. Chị nào đang xem cho em một like, một chia sẻ nhiệt tình đi chị ơi. Màu xanh lá. Đây màu hồng đấy các chị. Màu hồng, chị nào ưng màu hồng thì comment cho em màu hồng nha. Màu hồng, hồng này hồng sắc pháo chị. Hồng sắc pháo rất là xinh. Đấy chị phía sau có độ co giãn, vải thun, chất thun là dòng Hàn Quốc các chị, in 4D trên hình vải đó các chị. Có độ co giãn. Nhắn chị mặc rất là mát luôn các chị. Dạ ok chị Tiên Bích ạ. À. Hai bộ. 140.000 một bộ các chị, có thể là chọn ba áo một quần hoặc hai áo một quần nha các chị. Mình có thể chọn nhiều màu áo, mình có thể lấy một quần hoặc hai quần nhé chị. Mình phối mặc lên giá rất là xinh đấy chị, rất là dễ mặc luôn các chị yêu ơi. Em có màu hồng sắc pháo đúng không chị, màu hồng màu xanh ngọc rất là xinh, màu hộp gà, màu đỏ. Chị nào ưng màu em đang mặc comment nha, xanh lá của chị yêu ơi. Chị nào đang xem thì sẽ bài nhiệt tình giúp em nhé các chị. Màu xanh lá. Chị nào ưng màu comment cho em màu số ký. Kèm số ký, kèm số điện thoại nhé các chị là mình có đơn à. Áo bà ba em có size từ 45 đến 70kg nhé chị. Chị nào 75kg cao giúp em trên 1m6 nha. Áo bà ba hoa đào. Hoa đào rất là xinh luôn các chị. Các chị mua ủng hộ tiếp em mấy chị ơi. Các chị nào đang xem chia sẻ bài nhiệt tình giúp em nhé các chị. Có rất là nhiều màu đó chị, tết mình mặc mình có rất là nhiều màu luôn. Em có mứt mãng cầu đó các chị yêu ơi, có mứt mãng cầu có 7 vị đó chị nào, rất là ngon đó các chị. Mứt mãng cầu một hộp là 500g, em có 7 vị, có vị truyền thống và các vị như là sô-cô-la, matcha, rất là ngon đó các chị. Một hộp 85.000 đúng không? Một hộp 500g mà chỉ có 85.000 đúng không chị? Có rất nhiều nhiều vị của các chị. Chào đây các chị nha. Chua chua ngọt ngọt. Tết ăn mời khách, nguy đại khách rất là ngon luôn các chị. Rất là tiện luôn. Các chị nào mua ủng hộ em nha. 85.000 một hộp. Có 7 vị. Các chị nào mua thì comment cho em là mức 7 vị. 85.000 một hộp. Rất là ngon lắm các chị. Các chị và mứt dừa, đây là mứt dừa các chị, mứt dừa, cái này hộp 85.000, mứt dừa cũng giá là 85.000 đúng không các chị. Khi nào
thích mứt dừa thì mình comment mứt dừa. Em có mứt mãng cầu và mứt dừa. Em có khô rà đó các chị, khô rà 7 vị. Cứ là ngon đó chị, khô bò, trà bông, khô gà, khô mực và khô khô bò cay, khô mực cuộn các chị. Một hộp có giá là 165.000, 550g đây. Khô bên trong rất là ngon đó các chị. Tết mình mua một hộp về là ăn rất là tiện luôn các chị. Bên em hai hộp được miễn phí ship nha các chị. Một hộp là phí ship 30.000, chị nào thích không có tiện ra chợ mua hay là chưa có thời gian đi á, mình mua một hộp mình về rất là tiện luôn các chị. Hai hộp bên em miễn phí ship hàng các chị yêu ơi. Một hộp có giá là 165.000, khô 7 vị. Bà ba em chỉ có ống rộng nha các chị yêu ơi, bà ba ống rộng thôi. Thì chị nào ôm bà ba thì comment cho em là bà ba nha. Bà ba kèm số ký, kèm màu. Các chị nào đang xem thì chia sẻ bài nhiệt tình giúp em nha các chị yêu ơi. Chia sẻ mạnh tay cho em nha, mình vô đông đông mình ôm ông lên các chị yêu ơi. Các chị nào đang xem thì comment cho em một tấm đi nha chị. Các chị yêu. Áo bà ba em có size từ 45 đến 75 đến 70 kg. Chị nào 75 kg thì trên cao trên 1m6 giúp em nha. Em có rất là nhiều màu, màu em đang mặc là màu xanh lá. Bà ba thì em chỉ có quần ống rộng các chị. Quần ống rộng mặc rất là dễ mặc luôn các chị. Mình mặc mang dép cao lên đó chị, mang dép cao lên đó là tôn dáng lên rất là xinh đó chị. Khi nào ôm bà ba thì cùng mang cho em bà ba nha. Bà ba em có size từ 45 đến 70 kg nhé các chị. 45 đến 75 70 kg thì nào trên 1m6 hay 75 kg rồi nhé chị. Em có màu hồng, hồng sắc pháo các chị xinh lắm. Các chị. Vải là in hoàn toàn in trên nền vải đó các chị. In có độ co giãn mặt rất là mát luôn các chị. Các chị chưa có mặc thử bên em bằng nào thì mình mua thử một áo một quần mình mặc vải là rất ok luôn các chị yêu. Có độ co giãn. Bố mà đâu ra cái mắt kính đó vậy? Em có màu hồng, màu xanh ngọc, màu kem, màu đỏ, màu tím cà, màu xanh lá. Em còn xanh biển, màu đen thì em còn từ 65 đến 70 kg nhé các chị. Khi chị nào 65 đến 70 kg á, thích màu xanh biển hoặc màu đen á thì comment cho em nha. Thì vậy em còn hai size à. Vải là chất liệu thun la dông Hàn Quốc nhé chị, thun la dông Hàn Quốc có độ co giãn đó các chị, mặt rất là mát luôn, có độ co giãn đó chị. Em có size từ 45 đến 70 kg nhé các chị, 70 kg. Chị nào có bụng mới thì cho kèm cho em cái chiều cao nha, để em canh size chuẩn cho mình á. Dạ rồi, để em mặc màu khác cho chị yêu xem nha.
lên dán nó ra, xin các chị yêu đợi em một xíu. Em có size từ 45kg lên 70kg nhé các chị. Chị ưng màu thì comment cho em màu kèm số ký nha. Còn cái chị nào có bụng mới thì comment cho em giúp em là thêm cái chiều cao để em canh size chuẩn cho mình. Màu hồng sắc pháo đó các chị. Màu hồng sắc pháo. Đó, cái này là mặc màu hồng này là đi một vòng là hết sảy luôn các chị yêu ơi. Em màu hồng đó các chị yêu ơi, em có đủ size luôn, màu hồng em có đủ size nha các chị. Màu hồng có đủ size 45 đến 70 kg. Chị nào ưng màu hồng thì comment liền cho em màu hồng nha. Hoa đào. Hoa đào rất là xinh. Tết thì mặc màu hồng là xuất sắc luôn các chị. Chị nào ưng màu hồng thì comment cho em màu hồng nha. Màu hồng em có size từ 45 đến 70kg. Chị nào ưng mẫu hoa đào thì comment cho em mẫu hoa đào nhé. Bướm đấy các chị, chị nào ưng mẫu bướm thì comment cho em mẫu bướm, ưng mẫu hoa đào thì comment cho em mẫu hoa đào, mẫu bướm đấy các chị yêu ơi. Một bộ là 140.000 nhé các chị, một bộ 140.000, ba bộ bên em miễn phí ship hàng nhé các chị. Mẫu bướm, chị nào ưng mẫu bướm thì comment cho em mẫu bướm nha. Em có size từ mẫu bướm thì em có size từ 55 đến 70 kg. Chị nào ưng màu bướm thì comment cho em màu bướm. Chị nào thích bướm thì comment nha. Chị thích hoa đào em mặc thì comment hoa đào kèm số ký. Cái chị nào đang xem thì chia sẻ bài giúp em nhé chị. Chia sẻ đông đông cho vui chị yêu ơi. Vậy ok chị Đỗ Linh nè. Một bộ màu hồng nam bung. Màu hồng xinh lắm chị. Chị nào ưng màu hồng nữa comment cho em màu hồng. Chia sẻ bánh tay chị ơi, chị lên 100 mắt xem bên em play mini game nhé. Đông đông vui cái chị yêu ơi, 100 mắt xem em sẽ play mini game tặng quà đến chị yêu nha. Quà sẽ là một áo bà ba 4D rất là xinh nha các chị. Rồi bây giờ em mặc lên màu khác chị yêu xem nha. Để em mặc màu tím nhé. Màu tím đó các chị ơi. Màu tím. Tím thì em mặc là tím cà ấy chị. Dạ chị Huy Thanh ơi, chị mình lấy hồng mình cho em kèm cho em số ký với chị Huy Thanh ơi. Cho em số ký nha. Màu tím cà xinh quá lên. Tiếng cà xuất sắc luôn chị yêu ơi. Tiếng cà
tím cà lên giá là hết sảy luôn các chị. Tím cà em có đủ size từ 45 đến 70 kg nha các chị. 45 đến 70 kg. Tím cà xinh quá. Chị đã ôm tím cà cho em một tím cà. Dạ ok chị Huy Thanh ạ. Một áo màu hồng hoa đào, màu tím cà đấy chị yêu ơi. Chị nào ưng tím cà thì comment tím cà. 140.000 một bộ, rất là xinh đấy các chị. Chị nào ưng màu tím cà thì comment cho em tím cà. Còn chị nào thích màu bướm thì comment màu bướm. Đây các chị em có màu màu hồng, màu xanh ngọc, dưới mặt hết lên các màu cho các chị yêu xem. Màu xanh ngọc, màu kem, màu đỏ. 65 đến 70 kg thì em còn màu xanh biển và màu đen nha các chị yêu. Cái đầu 65 đến 70 kg mình thích màu xanh biển hoặc màu đen thì comment cho em nha. Vải thun, vải thun la dông Hàn Quốc là lên giá rất là xịn luôn các chị. Màu tím cà, chị nào ưng tím cà thì comment cho em nha. Em mặc lên mẫu màu khác chị, các chị yêu xem. Màu đỏ đấy chị. Dạ hiện tại em chỉ có mặc áo người già. Dạ em có bộ ấy cái chị. Bộ ba bộ thì sẽ có ba đính đá chị. Em có nhiều màu ạ. Màu đỏ. Chị đâu màu đỏ thì comment màu đỏ cho em nha. Màu đỏ thì em có size từ 55 đến 70 kg. Chị nào ưng màu đỏ thì comment cho em. 140.000 một bộ. Áo màu in 4D, quần đen ống rộng. Lên dáng cực kỳ xinh. Chị nào ưng áo màu, chị thích nào màu đỏ, tết mặc màu đỏ là hoa đào rất là xinh luôn các chị. Em có đủ size luôn các chị, em có size từ 55 đến 70 kg. Anh lên giúp em cái bộ bà ba cái màu đang có lòng cái màu gì luôn. Các chị nào ưng màu đỏ thì comment cho em màu đỏ nha các chị. Màu đỏ rất là xinh đây. Màu tím 10 giờ. Chị em có rất là nhiều màu á chị. Có màu bò. Em có màu bò, màu đỏ đô á chị, màu đỏ đô, tím cà. Màu đen, màu hồng. Xanh cô ba nữa chị. Áo không?
ba bộ là thun, cũng là chất liệu là thun la dông Hàn Quốc đó chị. Em có size từ 45 đến 70 kg. Bà ba quần dài ống rộng nhớ chị, quần áo màu quần màu. Em có chị nào ôm ba ba bộ thì comment cho em nha. Bà ba là đính đá hả? Dạ ok chị Trung Trần ạ. À, màu đỏ. Tết mặc là màu đỏ là xuất sắc luôn các chị. À, chị nào ôm bà ba đính đá thì comment cho em nha. Có rất là chị nào quan tâm mẫu đính đá thì comment cho em lên bảng màu nha. Rồi chị nào thích màu đỏ hoa đào comment cho em số ký. Chị nào có bụng á thì comment cho em thêm cái chiều cao nha. 140.000 một bộ rất là xinh xắn. Dễ thương luôn các chị. Mà hoa đạo là mặc lên là cái Tết này các chị. Cũng sắp tới Tết rồi. Khoảng một tháng nữa là tới Tết các chị ơi. Chị nồng thích bà ba mình mua mình về Tết là mặc xuất sắc luôn. Màu đỏ. Em có size từ 45 đến Em có size từ 45 đến 75 kg nha các chị. Chị nào 75 á, 70 đến 75 á kèm cho em thêm cái chiều cao nha các chị. Bà ba lên dáng là xuất sắc luôn chị yêu ơi. Dễ mặc đó các chị. Bộ đúng bà ba bao nhiêu? Cái gì bộ như ta? Bà ba bộ. Bà ba bộ hả? Bà ba bộ hình như là 130. Bà bộ 130 đúng không chị? Nào ưng, chị nào ưng 4D là dòng Hàn Quốc thì comment cho em nha các chị. 130. Dạ ba ba bộ đính đá là 130.000 một bộ các chị. Áo màu quần màu các chị, đính đá rất là dễ thương. Đính đá là không có mình giặt lùm vô tư các chị, không có bị rớt hột hay sao á. Phải có độ co giãn mặc rất là mát luôn các chị. Các chị nào ôm màu đỏ comment cho màu đỏ nha, để em mặc thêm màu khác cho các chị yêu xem. Em sẽ mặc hết các bảng màu cho các chị yêu nha. Màu kem với chị yêu ơi. Màu kem, chị nào thích nhẹ nhàng hơn á thì mình màu kem là lựa chọn hợp lý luôn các chị. À, dạ chị Mimi ơi, mình lấy màu gì chị ha? Cho em cái màu nha, để em cho em màu kèm số ký để em tư vấn cho mình. Màu kem chị nào thích nhẹ nhàng đây nè, rất là xinh các chị. Màu kem nhẹ nhàng, dễ thương đó các chị. Các chị yêu là đang xem á, chia sẻ bài nhiệt tình giúp em nha các chị. Các chị yêu đông đông vô mua cho vui. Đông vui mình qua, em sẽ quay game 100 mắt xem, em sẽ quay mini game tặng quà nha các chị. Dạ chị Huy Thanh ơi, chị mình lấy ba đính đá màu gì ạ? Bao nhiêu ký à, cho bao nhiêu ký để em lên bảng màu cho chị yêu xem nha. 25 ký. Vậy em lấy bảng màu. Chị nào ôm màu kem thì comment cho em màu kem nha. Màu kem. Màu kem có size từ 55 đến 70 kg. Màu kem. Màu kem là màu hột gà, cũng giống như hột gà đó chị. Nhẹ nhàng, dễ thương.
kem rất là xinh với chị. Để em mặc màu khác lên kia chị xem nha, để em chưa mặc màu gì ta, màu xanh ngọc. Còn màu xanh biển, màu trắng với màu đen với các chị. Còn cái size còn lại thì em hết ba màu đó. Dạ có 75kg mà cao trên 1m6 giúp em nha chị yêu ơi, cao trên 1m6 mới vừa, thì em chỉ có 75kg thì cao trên 1m6 giúp em. Em màu xanh ngọc xinh đúng không chị, chị nào ưng xanh ngọc comment cho em nha. Xanh ngọc, xanh ngọc thì em có size từ 55 đến 70kg. 65 đến 70kg thì em còn thêm 3 màu. Màu đen, màu trắng, màu trắng và màu vàng nha các chị. Em còn 60kg. 60kg em còn vàng nữa. 60kg vàng. 60 đến 70kg em còn vàng, màu trắng và màu đen. Ừ, chị nào vàng trắng đen từ 60 đến 70kg thì em còn size, còn nhỏ hơn thì em hết size. Màu nào cũng xinh hết cái chị ơi, mình thích nhẹ nhàng á thì tông nhẹ nhàng hơn á, thì xanh lấy xanh ngọc nè, xanh ngọc xinh lắm. Còn mình thích sáng hơn một xíu á thì màu đỏ hoặc là hồng là lựa chọn rất là hợp lý luôn các chị. Màu xanh ngọc rất là xinh. Xanh ngọc, xanh ngọc em có size từ 45 đến 70kg. 75kg thì cao trên 1m6 giúp em. Một bộ màu vàng, vàng nghệ nha các chị yêu, đính đá hoa đào, chị nào ưng 130.000 một bộ. Em có size từ 50 đến 70kg, 50 đến 70kg chị. Đây em đang lên size là 65kg nha. Quần dài ống rộng nha các chị, quần dài ống rộng em có 50 45, từ 45 đến 70kg. Còn chị nào có bụng mới thì comment giúp em là thêm cái chiều cao nha, để em canh size chuẩn cho mình. Quần có túi đó các chị, túi một bên nha, đừng vô tư nha các chị. Lưng chung rất là dễ mặc, chứ còn mình thích bà ba là mặc đồ chị không có kén da hay là kén dáng gì hết chị. Mình thích là mặc được ấy chị yêu ơi. Màu vàng nghệ, chị nào ưng vàng nghệ thì comment cho em nha. Em có vàng nghệ. Màu tím cà, màu hồng dâu, màu xanh coban. Dạ xanh coban nha các chị. Màu cam gạch và màu đỏ đô. Chị nào ưng mà 4D thì comment cho em nha. 4D em có size từ 45 đến 70kg.
hồng dâu. Quần dài không rộng các chị, rất là snack. Các chị về đây xem thì chia sẻ bài nhiệt tình giúp em nha. Cho em một like, một nút like, một nút chia sẻ nha các chị. Màu hồng dâu. Đính đá là đính đá thì phải các chị. Giặt vô tư nha các chị yêu ơi. Đính đá đính đá hoa mai các chị, hai bên. Đính đá dưới tàn các chị. Lên dáng rất là xinh. Em có size từ 45 đến 70 kg. Màu hồng dâu. Chị nào lấy hồng dâu comment cho em hồng dâu nha. Màu bò. Màu bò đây các chị. Tính đá size 1. Size 1 với size màu đi không? Ôi con đá con xe màu đen. Xe một màu đen. Màu màu bò đấy chị. Màu bò. Màu bò nha. Màu bò nè sẽ số 1. Màu bò. Khi giờ ôm màu bò thì comment nha màu bò nha. Màu bò. Chị Tâm Tâm ơi, mình lấy bao nhiêu ký cho em số ký đi để em tư vấn size cho mình nha. Size 1 màu đen. Chị nào màu bò thì comment cho em màu bò. Màu đen. Màu đen 45 đến 50 ký nha chị. Màu đen 130 ngàn một bộ. Màu đen đó chị. Quần dài ống rộng nha. Chị nào ưng màu đen thì comment cho em màu đen. Lấy em bộ mã 99 màu tím cẩm 50 kg. 99 cẩm 50 kg. Còn màu đen chị nào lấy màu đen comment cho em nha. Dạ ok chị xứng Nguyễn nha. Dạ chị màu tím cẩm mình cho em số điện thoại với chị yêu ơi. Màu tím cẩm của mình mã 99 230 à. Chị lên giúp em số điện thoại nha chị yêu. Bên chị nào lấy và ba bộ comment cho em nha. Màu đen. Còn chị nào thích 4D thì comment cho em 4D nha. Màu xanh ngọc. Mà em mặc là màu xanh ngọc nha chị. Em có size từ 45 đến 70 kg. Màu hồng. Để hồng là hồng sắc pháo chị. Màu hồng. Màu xanh ngọc. Màu kem. Màu đỏ. Dạ ok chị nha. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Nga nhiều ạ. Chị nào ưng màu 4D comment cho em nha. Màu hồng. Màu hồng rất là dễ thương á chị. Màu hồng. Màu tím cà. Và màu xanh lá. Màu hoa đào á chị. Cho chị màu đỏ size 65 kg. Dạ ok chị Hòa Khánh màu đỏ 65 kg. Dạ. Bộ hoa đó. Áo đúng không? Ừ. Size 1 với size 2 màu đen là hai bộ đó em. Chị có mua đồ bên em rồi. Chị có em con thấy thêm bộ thứ 2 bộ con. Chị có 1 bộ 2. Chị nào ưng 4D thì comment cho em nha. 4D em có size từ 45 đến 70 kg. Em có khô gà và mứt á chị yêu. Chị nào mua ủng hộ em nha.
khô gà 7 vị, một hộp là 165.000. Hai hộp bên em sẽ miễn phí ship. Em có mứt dừa và mãng cầu. Mứt dừa và mãng cầu. Mãng cầu. Rồi mứt dừa chị 85.000 một hộp. Một hộp là 500 gram. Dạ ok chị Tâm nha. Hai của mình là hai bộ đen, size 1 và size 2. Màu kem 58. Dạ ok chị Lan Đỗ à, một kem 58kg. Hoa đào, mẫu hoa đào. Em có khô gà, mứt các loại đó chị. Em có mứt 12 loại. Mứt 12 loại đó các chị, 12 loại. 165.000. 900 gram đó chị, 900 gram là mức đó chị. Đã trừ cái hộp rồi nha chị yêu ơi. Mức 12 loại mà khô lục vị đó là có giá 165. Mua cái gì có thể mua hai hộp mức hoặc hai hộp khô đều miễn ship nha. Còn màu nào nữa cho chị? Chị Thư Thanh ơi, 65kg á thì em còn các màu á chị, màu bò, màu tím cà, màu vàng nhẹ, xanh cô ba nó chị yêu ơi, màu hồng dâu. 65kg thì em còn các màu đó. Màu đỏ hả? Đỏ đô lắm chị. Màu đỏ đó cái chị, màu đỏ đô. Cho một 12 vị. Dạ ok chị Tâm ạ. Dạ đây một hộp mứt 12 vị. Ở đây có mứt kiwi nữa chị, mứt gừng, sô cô la, mứt dâu tầm đỏ. Đây là mứt hạt, em cũng không biết hạt gì nữa. Ăn nó chua chua ngọt ngọt cái chị, ngon lắm. Mứt khóm nè cái chị, khóm mật nha. Mứt nho, mứt bí và mứt dâu tầm đen. Và này là mứt len. Không phải, cái này là kẹo dẻo đó cái chị. Kẹo dẻo nha. Một hộp là 165. Cái chị nào ưng một hộp này là 900 gram. 900 gram là nhân cái chị. Đã trừ cái hộp rồi nhé chị yêu ơi. Một hộp này mình có thể mua biếu người thân bạn bè đó cái chị. Rất là tiện, xinh xắn đó cái chị. Màu đỏ đô. Màu đỏ đô 33 bộ ấy chị, đính đá. Đỏ đến đây là em có hai kiểu, một là hoa sen, đây là hoa sen nha. Hoa sen. Hay là hoa đào. Số lượng em cũng còn ít lắm chị ơi, chị nào ưng thì comment cho em nha. Em còn từ 45 đến 70 kg. Số lượng cũng ít thôi. Chị nào ưng thì comment cho em. 130.000 một bộ. Phải là chất liệu thun la dông Hàn Quốc nhé chị. Có độ co giãn nha. Và chị nào ưng 4D mặt á thì comment nha các chị. Em có nhiều mà. Em có size từ 45 đến 70kg. Em lên bảng bán màu nha các chị. Em có màu hồng sắc pháo, màu xanh ngọc, màu kem, màu đỏ, màu tím trà và màu xanh lá nha các chị. 60 đến 7
60 đến 70 kg á, thì em còn thêm 3 màu, màu trắng, màu đen và màu vàng nha các chị. Dạ 334D 140.000 một bộ nha các chị yêu ơi. Các chị có thể cũng có thể là lấy áo lẻ, quần lẻ nha. Có thể hay lấy hai áo một quần hoặc hai áo hai quần. Áo là 190.000 một áo. Quần đen là 50.000 nha các chị. Cho chị bộ. Dạ ok chị Hoa Khánh nha, một bộ xanh lá, quần đen. Xanh lá cái gì? Xinh lắm. Trời ơi, này mặc là xuất sắc luôn các chị. Màu hồng á chị, hồng sắc pháo. Thêm màu. Dạ ok, chị ở Lan Đỗ ạ. Màu hồng sắc pháo chị. Màu xanh ngọc. Màu kem các chị yêu ơi, màu kem. Màu kem hoặc là màu hộp gà các chị. Hoặc là hộp gà cũng được là màu này nha. Xinh lắm. Màu đỏ. Hoa đào lên dáng rất là xinh, tết mặt là hết sảy luôn các chị. Màu tím cà và màu xanh lá. Em mặc là màu xanh ngọc các chị yêu ơi. Chị nào ưng xanh ngọc thì comment cho em. Xanh ngọc rất là xinh. Chị nào ưng màu ba thì comment. Bà ba 4D thì comment cho em số ký, màu, số điện thoại với các chị yêu. Còn chị nào muốn em có mứt và khô, các chị mua ủng hộ em nha. Khô lục vị và mứt 12 vị nha các chị. Là 165.000. Một mứt, một khô thì bên em sẽ miễn phí ship nha các chị yêu. Em có mứt ban cầu và mứt dừa 85.000 một hộp. Một hũ ý chịu. Rất là nhiều vị đúng không chị? Ngon lắm. Đế bộ đứng đá độ đô 65 kg. Dạ ok chị Huy Thanh ạ. Một đỡ đứng đá độ đô. Dạ đứng đá độ đô nha chị. Dạ đây. Dạ đẹp lắm. Tết thì mặt mà ban quá xinh luôn các chị yêu ơi. Dạ chị Ngọc Ánh ơi, 75 kg chị cao giúp em cho mình 1m6 nha. 1m58 trở lên á. Bảy mươi lăm ký trên 1m58 mới vừa ạ. Dạ ok chị Nguyễn Ngân, xanh lá độ đô. Dạ 4D thì em chỉ có đỏ tươi chị yêu ơi, đỏ tươi. Đỏ tươi xinh lắm. Đỏ tươi. Chị lấy đỏ tươi nha chị. Tại không có đỏ tươi à. 4D thì có đỏ tươi và xanh lá. Chị lấy đỏ tươi thì comment ok giúp em nha chị Nguyễn Ngân ơi. Màu vàng 65 kg. Dạ ok chị Nguyễn Ngân, vàng 65 kg. Vàng 65 kg 4D nha, một bộ. Sáu mươi đến 70 kg á chị, thì em còn có thêm 3 màu nữa là màu vàng, màu trắng và màu đen nha các chị yêu ơi. 65 đến 70 kg thì có thêm 3 màu. Dạ áo đính đá. 80. Dạ áo đính đá là 80.000 một áo nha chị yêu ơi. À áo bell trail. Chị Nguyễn Ngân là đỏ tươi mà, đỏ tươi vàng xanh lá.
chị Nguyễn Ngân đỏ tươi vàng xanh lá. Dạ ok chị, hồi nãy lấy là vàng rồi, lấy thêm xanh lá với màu màu đỏ nữa. Dạ ok chị nha. Dạ áo beo là thiết kế như cái chị ơi, 190.000. Em có size từ 55 đến 75 kg. Đây màu em đang cầm là màu cà phê sữa nha chị yêu. Hối bèo đây các chị xinh lắm. Em có cái phê sữa màu xanh ngọc. Dạ màu xanh đen. Màu cà phê nha các chị. Có hai tông cà phê sữa và tông cà phê. Thích đậm hơn một xíu thì mình lấy cà phê nha các chị. Thiết kế tay phối bèo có rất là nhiều màu, em có size từ 55 đến 70 kg, 75, 80 kg luôn nha chị ơi. 80 kg luôn nha các chị. Các chị 80 kg luôn, có hai mặt vừa luôn nha chị ơi. Màu em màu xanh đen nha chị, xanh đen. Màu vàng như màu vàng nha các chị, màu vàng 190.000 một bộ, màu nho. Tay phối bèo rất là xinh, màu đỏ đô. Và màu cam nha các chị. Áo màu là quần sẽ là màu cùng màu với áo. 190.000 một bộ. Em có size từ 55 đến 70 kg, 80 kg mặc vừa luôn các chị ơi. 75-80 luôn. Dạ phối beo là quần ống ống ôm nha các chị, quần ống ôm. Dạ quần ống ôm nha các chị. Thiết kế phối tay phối beo rất là xinh. Quần ống ôm nha các chị. Có hai túi là đựng vô tư nha các chị yêu ơi. Quần lưng chung có độ co giãn mà rất là thoải mái nha. Phải là chất liệu hung sô len cao cấp nha các chị. Có độ co giãn rất là mát. Em có size từ 55 đến 80 kg các chị. Chị nào ưng màu thì comment cho em nha. Còn chị nào ưng 33-4D thì comment cho em. Mà em đang mặc là màu xanh ngọc. Chị nào ưng xanh ngọc nữa thì comment cho em nha. Cho em xem mấy bộ kia sau đi chị. Dạ em. Vậy đây chị yêu nha. Em đang cầm là mã 99 nha các chị. Phối eo 230.000 một bộ. 3 bộ bên em miễn phí ship hàng nha các chị. Em có màu vàng, em có màu cam, em có size từ 47 đến 75 kg nha các chị. Màu cam, cam này là màu cam gạch nha các chị, màu cam xuất sắc luôn các chị. Tay thiêu rồi các chị ơi, cái thiêu một con công nha. Màu xanh coban, màu tím cẩm. Cô chị nào ưng bà ba 4D thì comment cho em đấy nhé các chị. Bà ba em có size từ 45 đến 70 kg. Cô chị nào ưng màu thì comment cho em nhé. Cô chị nào ưng màu đấy thì chụp màn hình lại em bóc cho em nha. Bây giờ